Tân huấn luyện viên Anax khéo nịnh Cristiano Ronaldo. Chân ướt chân ráo tới Anax, song tân huấn luyện viên Luis Castro đã cho thấy sự khéo léo qua màn tán dương ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Băng ghế chỉ đạo của Anax, đội bóng của Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia đã có sự xáo trộn liên tục trong thời gian qua. Với chuỗi trận thi đấu không đáp ứng kỳ vọng, ban lãnh đạo Anax thoạt đầu đã thông qua quyết định sa thải ông thầy Rudy Garcia. Sau khi ngồi vào ghế nóng tại đây, huấn luyện viên tạm quyền Dinko Zelicic cũng không tạo được ấn tượng gì cả và phải bật bãi ngay sau khi mùa giải vừa qua khép lại. Trong suốt hơn một tháng qua, Anax đã tích cực tìm kiếm ứng viên khả dĩ ngồi vào ghế nóng tại đây. Hồi giữa tuần trước, Anax đã thông báo chính thức về việc bổ nhiệm ông thầy người Bồ Đào Nha, Luis Castro vào cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng trong chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha. Mặc dù chi tiết về bản hợp đồng không được công bố, song theo nhiều nguồn tin, Castro đã ký vào bản hợp đồng 2 năm với Anax, kèm điều gia hạn 1 năm. Bên cạnh đó, Anax đã trả 2,3 triệu euro cho câu lạc bộ Botafo phí giải phóng hợp đồng của vị huấn luyện viên 61 tuổi. Castro được biết đến nhiều nhất qua hai mùa giải ở Ukraine khi dẫn dắt Shakhtar Donetsk, đội bóng giành chiến thắng trên sân nhà và sân khách trước Real Madrid ở vòng bảng Champions League 2020-21. Ở mùa giải vừa qua, Castro dẫn dắt đội bóng Botafo tại Brazil. Trong sự nghiệp cầm quân, Castro chưa dẫn dắt đội bóng tên tuổi nào ở châu Âu. Ông thầy Castro đã có những lời lẽ tán dương Ronaldo. Càng ồn ào hơn nữa khi Luis Castro trở thành người được chọn tại Anax là nhờ sự tư vấn của Ronaldo, người vốn dĩ có mối quan hệ khá thân thiết với ông thầy người đồng hương. Cần biết, Luis Castro là đồng hương thứ hai được Ronaldo tác động đưa đến Anax. Trước đó, một người bạn khác của tiền đạo này là José Semedo gia nhập Anax với tư cách tuyển trạch viên. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước giới truyền thông với tư cách tân huấn luyện viên Anax, ông thầy Castro đã tán dương Ronaldo vẫn là một trong cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tiền đạo 38 tuổi đã ghi 14 bàn sau 19 trận ra sân cho Anax kể từ khi gia nhập từ Manchester United. Thật tốt khi được huấn luyện một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo rồi sẽ còn thiết lập những kỷ lục để đi vào lịch sử bóng đá. Vì vậy, thật vui khi được làm việc cùng Ronaldo, cũng như với tất cả những người khác luôn ủng hộ và quý trọng anh ấy. Ông thầy Castro hào sảng tuyên bố. Động thái của ông thầy Castro đủ thấy tầm ảnh hưởng, nếu không nói là quyền lực đen của Ronaldo tại Anax ra sao. Có lẽ, huấn luyện viên Castro đã thấm thía bài học bay mất ghế của người tiền nhiệm Rudy Garcia phần nào bởi bất đồng với Ronaldo. Nói rõ thêm, Ronaldo hiện đang trong kỳ nghỉ nhưng sẽ trở lại hội quân với Anax vào tuần này trước trận giao hữu gặp Farense ở Bồ Đào Nha.